Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì đâu Tô làm tôi cho vượng, vì tiền hay vì lợi ích trong Vin. Trang Facebook Phương Ngô cho biết vào 19 giờ ngày 18 tháng 12, chủ nhân trang Facebook Sony Trần, tên thật là Trần Mai Sơn, bị một nhóm 4 thanh niên bắt cóc, nhốt hơn 24 tiếng, đến 21 giờ ngày 19 tháng 12 mới thả cho về. Nhóm này hăm dọa Sơn phải gỡ hết các bài viết về VinFast trên trang cá nhân và uy hiếp sẽ bỏ tù với tội danh theo điều 331. Đây là biểu hiện cho thấy công an của Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm tay sai cho một doanh nghiệp. Chuyện Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Công an bảo vệ cho VinGroup của ông Phạm Nhật Vượng là điều mà chúng tôi đã đề cập nhiều trong tất cả các bản tin trước đây. Từ việc báo chí quốc danh tâng bốc Vin cho đến việc Bộ Công an ra tay với những người mà Vin muốn đánh. Vào năm ngoái, khi cộng đồng mạng lan truyền thông tin ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh, thì ông Tô Ân Sô đã nhanh nhẩu lên truyền thông chấn chỉnh thông tin, đồng thời Tô Lâm tung quân đi bắt những người mà Vin cho là tung tin đồn thất thiệt. Thông tin trên trang Facebook của Phương Ngô. Ban Tuyên giáo của Bộ Công an được sinh ra không chỉ phục vụ cho một chủ mà đến hai ông chủ. Ông chủ thứ nhất là Đảng Cộng sản, ông chủ thứ nhì là VinGroup. Đảng Cộng sản sinh ra Ban Tuyên giáo và Bộ Công an nên hai cơ quan này phải bảo vệ chế độ là điều dễ hiểu. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao hai cơ quan này lại nguyện làm tôi cho VinGroup? Trong khi đó VinGroup không phải là kẻ sinh ra hai đơn vị kia. Hiện nay có hai giả thiết. Thứ nhất là Vin đã dùng tiền để mua các cơ quan kia. Thứ nhì là trong Vin có cổ phần ngầm của những kẻ có quyền lực lớn, những kẻ có thể ra lệnh cho cả Ban Tuyên giáo và Bộ Công an. Cũng không loại trừ khả năng hai cơ quan kia bán mình vì tiền của Vin. Đồng thời Vin cũng là nơi ai đó đủ khả năng dùng quyền lực nhà nước để sai khiến Tuyên giáo và Công an để bảo vệ Vin, cũng là bảo vệ túi tiền cho chính họ. Cho tới nay chưa một doanh nghiệp nào được đặc ân như Vin. Có thể nói về bề ngoài, Vin là một doanh nghiệp kinh doanh thuần túy, nhưng ở bên trong nó như là một nhà nước độc tài chính hiệu. Chưa có doanh nghiệp nào dám trị dân như VinGroup cả. Bộ Công an lao vào bảo vệ Vin như là bảo vệ Đảng vậy. Đảng Cộng sản nắm quyền cai trị đất nước một cách bất chính. Họ độc chiếm quyền lực chính trị, họ truy và diệt những khuynh hướng chính trị khác với họ, nhằm mục đích để mình họ hưởng trọn công sức, thành quả do 100 triệu người dân làm ra. Thường ngày, Đảng Cộng sản cho tiêm chất ảo giác vào toàn dân để làm cho dân mất khả năng thức tỉnh. Ai thức tỉnh thì có công an ra tay ngay. Ngày nay, VinGroup đã sử dụng hai công cụ trị dân của Đảng Cộng sản. Hệ thống báo chí cũng đang làm nhiệm vụ bơm chất ảo giác cho khách hàng của Vin rằng Vin đang vững mạnh, rằng ai yêu nước thì mua xe của VinFast, vân vân. Khi có ai đó không nhiễm chất ảo giác ấy mà dám lên tiếng cất lên tiếng nói độc lập vạch trần Vin thì Vin dùng công an để mà ra tay. Facebook Sony Trần là một trong rất nhiều trường hợp đã bị trấn áp như vậy. Vào năm 2024, Bộ Công an của ông Tô Lâm được Đảng Cộng sản Việt Nam duyệt chi ngân sách lên đến 112.500 tỷ đồng, tăng hơn 13.000 tỷ đồng so với năm 2023. Số tiền này gấp 15 lần ngân sách của Bộ Giáo dục và gấp 16 lần ngân sách của Bộ Y tế. Số tiền mà Đảng tăng lên trong năm nay cho Bộ Công an cũng gần bằng ngân sách của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục cộng lại. Vậy câu hỏi đặt ra là Bộ Công an đã được Đảng bơm tiền cho ngập mặt như thế thì tại sao lại làm tôi cho Vin? Báo chí đâu chỉ nô bộc cho Đảng mà còn nô bộc cho cả Vin nữa. Có lẽ lời giải thích là lòng tham và thôi. Đã là tham thì bao nhiêu tiền cũng không đủ. Tiền nhiều thế nhưng công an vẫn là ngành tham kinh khủng. Công an đâu bảo vệ dân, vì bảo vệ dân họ đâu có kiếm được gì. Còn bảo kê được cho các loại hình tội phạm thì kiếm được rất nhiều tiền. Tất nhiên làm tôi cho doanh nghiệp nhiều tiền như Vin thì cũng là một cơ hội kiếm thêm không hề nhỏ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì đâu Tô làm tôi cho vượng, vì tiền hay vì lợi ích trong Vin. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sau 78 năm mang mặt nạ đầy tớ, giờ Đảng lột mặt nạ, lòi mặt chuột.
cụm từ cán bộ là đầy tớ của nhân dân mà ông Hồ Chí Minh bày ra là câu chuyện mị dân chờ chẽn bậc nhất. Nó ra đời khi Đảng Cộng sản nắm quyền cai trị. Để biết cán bộ có phải là đầy tớ của nhân dân hay không thì cứ đến cơ quan công quyền làm giấy tờ thì sẽ rõ. Chưa có một quốc gia nào mà phép vua lại một đường lệ làng một nẻo, thi nhau hành hạ người dân như xứ sở này, xứ sở tự xưng là thiên đường xã hội chủ nghĩa. Câu mị dân chờ chẽn này vẫn cứ được tuyên giáo hô hào suốt 78 năm qua. Tham thì thường gắn liền với ác, con người cũng thế mà đảng chính trị cũng như thế. Ít có nơi nào trên thế giới mà quyền con người bị xem thường như ở Việt Nam, và cũng có ít nơi nào mà tình trạng quan tham nhiều như ở Việt Nam. Khi đảng tham thì đảng cần bộ máy công an khổng lồ để mà trị dân. Khi quan chức ăn cắp, ăn cướp của dân tràn lan thì bộ máy công an khổng lồ sẽ giữ cho dân ngoan ngoãn chịu đựng. Đã là nhà nước công an trị thì ắt nhà nước đó rất ác với dân. Khốn khổ cho dân Việt Nam là Đảng Cộng sản đối xử với dân chẳng khác nào con vật. Họ vét hết công sức làm lụng của người dân để mà nuôi đảng, nuôi quan, nuôi công an, quân đội. Dân bất bình thì họ dùng cái roi công an trị quất cho thật đau để dân câm mồm. Người dân Việt Nam đang sống dưới bàn tay cai trị của người Việt Nam mà kinh khủng không thua gì thực dân. Đảng Cộng sản được ví như con quái vật trăm tay, tay bóc lột, tay bịt miệng, tay cầm roi quất vào dân, vân vân. Nhưng mồm thì đảng nói đạo lý, chẳng phải là suốt hơn 7 thập kỷ qua, đảng luôn ra giả cụm từ cán bộ là đầy tớ của nhân dân hay sao? Chẳng phải mồm đảng vẫn cứ ra giả nhà nước của ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân hay sao? Và chẳng phải đảng cũng ra giả đủ loại đạo đức, nào là đạo đức cách mạng, nào là đạo đức Hồ Chí Minh đấy hay sao? Nhưng thử hỏi có quan chức nào có đạo đức đâu? Bỏ mặt nạ đầy tớ, đảng lòi ra mặt chuột. Đạo đức của người Cộng sản có chăng chỉ là đạo đức giả? Có đảng viên nào sống liêm chính đâu? Lương thì ba cọc ba đồng, nhưng để vào được bộ máy nhà nước thì phải chạy hàng trăm triệu cho những chiếc ghế nhân viên quèn, chạy hàng tỷ cho những chiếc ghế có thể moi tiền dân hoặc tiền của nhà nước, còn chạy hàng triệu đô cho những chiếc ghế có chút danh. Chẳng phải là cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga đã chạy đến 30 tỷ đồng cho chiếc ghế đại biểu Quốc hội, mà vào đó chỉ biết gật thôi sao? Vậy thì những ghế quyền lực hơn như ghế bộ trưởng thì chạy hết bao nhiêu? Với bản chất có quyền là moi tiền làm giàu, nên quan chức nếu không phải là kẻ trộm thì cũng là kẻ cướp. Thử hỏi có quan chức nào nghèo đâu? Đến tổ trưởng, tổ dân phố còn tìm cách gặm nhấm thì quan phường xã có nhà lầu ô tô là chuyện không hề lạ lắm, mặc dù lương của quan chức chỉ đủ tiền xăng cho xe, thậm chí không đủ tiền bảo trì và sửa chữa. Với cách hành xử hễ có chút quyền là tỏ ra cửa quyền, thích hành hạ người dân thì mới gọi là oai, thì đấy không phải là đầy tớ gì cả mà một kẻ hành dân. Sự hạch sách người dân phổ biến đến nỗi trong dân gian người ta hay cải từ hành chính thành cụm từ hành là chính, để mô tả một cách chua chát cái thói muốn làm cha làm mẹ dân của thành phần có quyền. Những ông đầy tớ ra đòn với những ông chủ, dù những ông chủ chỉ là học sinh tuổi mới lớn. Vào ngày 13 tháng 12, tờ báo Tiền Phong có bài viết lãnh đạo như cha như mẹ, anh em dựa vào mà yếu thì cũng ngã luôn. Lâu nay đảng đeo mặt nạ đầy tớ của nhân dân thì giờ đây họ không cần đeo nữa. Tháo mặt nạ ra thì tất nhiên họ lòi ra mặt chuột với bản chất là thích làm cha, làm mẹ nhân dân. Đó là sự thật suốt hơn 7 thập kỷ qua, Đảng Cộng sản cũng nên đánh bài ngửa với dân. Hãy gọi dân là dân đen hay là bọn thảo khấu luôn cho đúng với bản chất. Đeo mặt nạ hoài làm gì, dân biết hết cả rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin sau 78 năm mang mặt nạ đầy tớ, giờ đảng lột mặt nạ, lòi mặt chuột. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de